choáng ngợp với khung cảnh đám cưới nghèo ở vùng ngoại ô. Đoàn xe rước dâu như quy tụ cả showroom nhưng vẫn gây thất vọng vì không thấy con i10 huyền thoại. Người ta vẫn thường bảo với nhau rằng trong tình yêu quan trọng nhất là sự dũng cảm của hai trái tim. Dân tình đến dự đám cưới ai cũng trầm trồ, phần là vì câu chuyện nên duyên đầy cảm động của đôi trẻ, nhưng trong trường hợp này phần nhiều là do độ chịu chơi của cặp vợ chồng mới cưới. Cụ thể trong màn rước dâu hết sức giản dị và đơn sơ, dân tình được fan hú hồn khi thấy giản sĩ hộp đuôi nối đuôi giản tít tắp mà nhìn mãi không thấy điểm đầu và điểm cuối. Theo nguồn tin uy tín đến từ các chuyên gia Messe Online, được biết trong video có khoảng trên dưới chục chiếc ô tô có giá rất mềm, dao động từ nhiều con số 0 đến cực kỳ nhiều con số 0. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến 5 con rôn roi, bộ sưu tập 3 con Bentley trắng, hồng, đất và nhiều dòng xe có tên tuổi, số má khác. Nhìn cảnh tượng này mà dân tình cứ ngỡ rằng gia chủ chắc vác cá showroom để đi rước dâu. Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến mọi người thất vọng, đó chính là sự thiếu vắng của con i10 huyền thoại và chiếc Kia Morning siêu kinh điển.